Thanh Trang kính chào quý vị. Đến với bản tin Hoa Thịnh Đốn hôm nay thứ Tư ngày 4 tháng 9 2019 là bản tin phân tích thời sự Hoa Kỳ với cựu đại sứ Bùi Diễm do Võ Thành Nhân thực hiện. Để mở đầu, Thanh Trang kính mời quý vị theo dõi tiếp phần 2. Kính thưa đại sứ Bùi Diễm, khi mà chúng ta nói vấn đề Biển Đông, chúng ta nói cái vai trò quân sự của Hoa Kỳ, rồi của Úc Đại Lợi, rồi của Ấn Độ, thì cái ghi nhận của ông như thế nào trong những thời gian qua và đặc biệt trong tương lai, thì nhất là sau cái vụ mà bãi tư chính Cộng sản Trung Cộng đã cho một chiếc tàu thăm dò chiếc Hải Dương 8, và thưa đại sứ. Thì vấn đề anh vừa đặt ra là cái vấn đề có thể nói là một vấn đề thời sự đối với nghĩa là Việt Nam và đối với dư luận ở trên thế giới. Dĩ nhiên chúng ta phải nhìn cái vấn đề mà gọi là Biển Đông ấy, đặc biệt có ảnh hưởng đến cái tương lai của Việt Nam, nhưng mà đồng thời cũng có những cái gọi là tính cách mà riêng biệt, không phải riêng gì cho Việt Nam nhưng mà cho riêng cho tất cả cái vùng Đông Nam Á và gọi là cái vùng Biển Đông. Thì như quý vị khán thính giả cũng đã biết, thì Hoa Kỳ chủ trương rõ rệt ở trong cái tình trạng đối phó với lại cái những hoạt động của Trung Quốc ở Biển Đông ấy, là Hoa Kỳ không đứng về phe nào để mà nói tới cái sự tranh chấp giữa nước này hay nước khác. Thí dụ giữa Việt Nam và Trung Quốc, giữa Việt Nam, giữa Phi Luật Tân và Trung Cộng, hay là giữa Trung Cộng với những nước khác trong vùng. Nhưng mà người Hoa Kỳ nhấn mạnh đến một điểm hết sức quan trọng, tức là cái sự có thể nói rằng thì là tự do mà lưu thông trên biển. Mà cái đó là một cái điểm chính ở trong tất cả cái chính sách ngoại giao của Hoa Kỳ. Mà một khi chính sách của Hoa Kỳ đặt cái vào trọng tâm vào cái điểm đó ấy, thì người ta thấy rằng Hoa Kỳ không thể nào chấp nhận được cái sự bành trướng về gọi là lực lượng quân sự của Trung Cộng ở miền Biển Đông, đặc biệt là vào những cái vùng mà gọi là Trường Sa, mà tại đó họ đã lấy của Việt Nam một số đảo và họ cũng lại xây dựng lên, lấy cát ở biển đắp lên để mà thành đảo của một số những cái vùng ở xung quanh đảo Trường Sa. Thì cái tình trạng đó là một cái tình trạng đã có từ mấy năm nay rồi, chứ không phải là bây giờ mới có. Nhưng mà gần đây thì lại có những cái biến chuyển hơi đặc biệt. Người ta thấy rằng thì là cái tàu Hải Dương 8 của Trung Cộng ấy, thỉnh thoảng lại vẫn lui tới vào tới ven bờ biển của Việt Nam, có lắm lúc đi sâu vào tất cả trong cái vùng nghĩa là 200 hải lý của miền gọi là duyên hải Việt Nam. Việt Nam cũng có lúc thì có thể nói rằng thì là tạm lờ cái vấn đề đeo đi để mà không muốn đụng chạm tới cái nước đàn anh ở bên trên. Nhưng mà gần đây thì cũng có lúc Việt Nam không chịu đựng được những cái chuyện đó, bởi vì cái tàu Hải Dương 8 nó cứ đi ra đi vào luôn ở trong cái vùng gọi là hải phận của Việt Nam, thì Việt Nam cũng phải lên tiếng. Và Hoa Kỳ thấy vậy, Hoa Kỳ cũng lại lên tiếng nhấn mạnh đến cái trường hợp mà Trung Quốc cứ kiếm cách để mà bành trướng cái thế lực ở miền Biển Đông. Thì thực sự ra người ta thấy rằng thì cũng không phải là cái tàu Hải Dương 8 mà đi vào Việt Nam để mà có thể nói là gây chiến tranh và trong vấn đề Việt Nam. Nhưng mà cái tàu Hải Dương 8 có lẽ là muốn đi sâu vào cái những cái vùng của những đảo tư chính, là muốn dò xét xem những cái vùng đó có dầu không. Là Trung Quốc vẫn trong suốt cả cái vùng Biển Đông ấy, là Trung Quốc cứ tìm lấy
những cái chỗ nào mà có thể có dầu được thì nghĩa là Trung Quốc muốn kiếm cái ảnh hưởng ở trong cái chỗ đó để mà rồi trong tương lai có thể nó giữ một cái phần lớn trong cái việc mà khai thác dầu tại những cái biển đó. Thế thì đặt cái vấn đề gọi là cái những cố gắng bành trướng về phương diện quân sự của Trung Cộng ở trong vấn đề Biển Đông ấy, thì người ta phải đặt cái vấn đề đó vào cái khung cảnh của những cái gọi là cái tình trạng mà cạnh tranh giữa nước Mỹ và Trung Cộng trong hiện tại và trong tương lai. Thì cái vấn đề hiện tại thì chúng ta đã thấy một đôi khi có những cái chiến hạm của Mỹ họ cũng đi vào những cái vùng ở gần đảo Hoàng Sa, và một đôi khi cũng có thể có ở giữa đảo Trường, gần đảo Trường Sa được. Nhưng mà đấy chỉ là những cái gọi là những cái biện pháp đối phó mà cục bộ mà thôi. Chứ còn thì trên cái lĩnh vực lớn ra chiến lược giữa Hoa Kỳ và Trung Cộng thì cái vấn đề đó lại là một cái vấn đề rất lớn, mà vấn đề rất quan trọng mà tất cả những các chính giới Hoa Kỳ và có lẽ những giới lãnh đạo của Bắc Kinh cũng đề cập tới nhiều. Người ta ghi nhận lấy là gần đây đấy, thì cái dư luận của nước Mỹ nói chung và đặc biệt là dư luận của các giới chính trị của Hoa Kỳ như tại Quốc hội của Hoa Kỳ, nghĩa là đặc biệt hết sức là nghĩa là bất lợi cho Trung Quốc. Thì cái chính sách của ông Trump để mà đối phó với lại những cái sự xâm chiếm của Trung Cộng về mặt kinh tế, về mặt thương mại, cả về mặt quân sự cũng được dư luận và những các giới chính trị của Hoa Kỳ ủng hộ. Nhưng mà người ta có đề cập tới cái trường xét là đã đành rằng thì là ông Trump cũng có những cái điểm, có thể nói điểm son khi mà đặt nặng vấn đề ngoại giao vào cái vấn đề mà chống đối với Trung Cộng. Nhưng mà những cái gọi là không phải là cái vấn đề mà gọi là có cái chính sách lớn đối với vấn đề đó, nhưng mà trong cái vấn đề mà thực hiện cái chính sách đó thì cái vấn đề đó người ta cho rằng thì là ông Trump đã đi những cái bước mà quá xa trong cái vấn đề mà gọi là chiến tranh thương mại, và người ta lo lắng rằng không biết rằng thì là trong tương lai, nghĩa là cái vấn đề chiến tranh thương mại sẽ đưa tới cái ảnh hưởng nào có thể nói rằng thì là có hại đến cái nền kinh tế của nước Mỹ và có hại đến nền kinh tế chung của cả các nước trên thế giới hay không. Mà người ta hỏi rằng thì là cái chính sách của ông Trump đó thì nếu mà có đúng đứng về cái phương diện cái hướng đi, nhưng mà còn về cái phương diện thực hiện cái chương trình đó thì lại cả một vấn đề khác. Và người ta thấy rằng thì là ông ấy thực hiện ở một vài điểm có thể nói rằng đúng, nhưng mà thực hiện một cách quá cực đoan, thành thử rằng có nhiều cái lúc mà đưa lại cho người ta những cái sự thắc mắc không hiểu rằng thì là trong tương lai ông ấy có một cái chiến lược gì đặc biệt hay không, hay là ông ấy vẫn là chỉ là những cái vấn đề tùy hứng, nay thì ông ấy thích có những cái biện pháp tăng thuế 10%, đến ngày mai thì ông ấy lại có cái biện pháp tăng thuế lên 15%. Cũng có lúc thì ông ấy ca tụng ông Tập Cận Bình, nói ông Tập Cận Bình là gọi là có thể nói là một kẻ thù
Ông nói thì là ông có hai cái ai ai là kẻ thù trước, một là Trung Quốc là tức là ông Tập Cận Bình, hay là cái ông chủ tịch của gọi Federal là Reserve. Của quỹ liên bang dự trữ của Hoa Kỳ. Thế thì khi mà ông ấy đặt cái ông ấy kêu gọi bảo thì ai là kẻ thù của Hoa Kỳ, một trong hai người đó, thì ông ấy coi ông Tập Cận Bình là nghĩa là một kẻ thù nặng nề lắm. Nhưng mà đến ngày hôm sau thì ông ấy lại bảo rằng thì là ông Tập Cận Bình là một người nhà lãnh đạo, nghĩa là có thể nói rằng thì vững chắc. Thành ra người ta không thấy ông ấy có thể nói người ta tin tưởng ông ấy được vào cái chỗ nào. Đã đành rằng thì là người ta vẫn thường nói rằng ông ấy là một cái người không ai đoán trước được, unpredictable. Mà ông ấy cũng bảo rằng đấy là một cái lợi khí của ông ấy, bởi vì không ai không biết được. Nhưng mà có thể là một lợi khí ở trong cái vấn đề mà nghĩa là giao dịch. Nhưng mà còn cái mà gọi là có là một cái lợi khí ở trên chính trường ngoại giao quốc tế hay không thì lại là một vấn đề khác. Là bởi vì người ta đặt câu hỏi người ta có thể tin ông Trump được tới mức nào. Và cái vấn đề đó, mặc dù rằng thì là những người ủng hộ ông Trump cho rằng cái đó là một cái điểm son của ông Trump, nhưng mà trên cái hoàn cảnh chung ở trên thế giới, khi mà người ta không biết một cái người lãnh đạo của một nước lớn như Hoa Kỳ muốn cái gì, đi vào đường nào, chính sách làm sao, chiến lược ra làm sao, thì điểm đó cũng là một cái điểm hết sức mà khó khăn cho những các nước khác trên thế giới. Và đặc biệt ngay cả trong cho nước Mỹ nữa. Kính thưa quý vị, bản tin Hoa Thịnh Đốn đến đây xin tạm ngưng. Thanh Trang sẽ trở lại sau phần thông báo và quảng cáo.